hôm nay mình sẽ có một cái chuyến đi rất là xa. Mình đi đi đến một cái nơi mà có thể nói là tồn tại sự sống rất là ít. Và bắt buộc mình đi ngày hôm nay mình sẽ bắt buộc mình sẽ đi vào lúc là 12 giờ khuya nha. Ù rồi qua đây tôi thù. Nơi toàn là hoang mạc, không có sự sống. Và đi sớm vào lúc 12 giờ tối để sáng sớm được ngắm bình minh. Đây quá trời đẹp. Oh my god. Wow. Bây giờ là 5 giờ sáng. Bây giờ mình đang ở Mũi Né. Đồi cát Mũi Né. Wow. Cực kỳ đẹp luôn. Mặt trời đang lên từ từ, có một cái mây nó bao quanh nên mình chưa có thấy rõ lắm. Sáng sớm bây giờ là 5 giờ rưỡi, cực kỳ đẹp, đón bình minh ở trên đồi cát. Hiện giờ ở trên đồi cát thì gió rất là nhẹ nhàng nha, trời nó mát lạnh, rất là sướng. Công nhận là cái công trình mình đi vào lúc 12 giờ khuya, bây giờ tới đây cũng là 5 giờ sáng rồi, được ngắm bình minh, cực kỳ đã. Quá trời sướng luôn, trên này cực kỳ mát nha, phía xa xa kia là biển á. Biển buổi sáng thì nó rất là im luôn, nhẹ nhàng. Phía xa xa có những cái con tàu nó đang đánh bắt cá thì hải sản rồi. Ôi, công nhận trên đây nhìn biển không với ngắm mặt trời không là cảm thấy sướng rồi. Hiện giờ thì người ta lên đây người ta chụp hình rất là nhiều luôn nha. Mới có 5 giờ rưỡi mà quá trời đông người luôn nè. Đó. Hiện giờ thì Phan Thiết, Bình Thuận thì du lịch rất là nhiều. Tại có đường cao tốc á, đi nó nhanh. Hồi xưa là Vũng Tàu là gần thành phố Hồ Chí Minh nhất, bây giờ là Phan Thiết thì cũng khá gần, ở giờ còn 3 tiếng mấy là ta tới Phan Thiết rồi. Đó, quá trời đông này, buổi sáng sớm mới 5 giờ rưỡi thôi mà quá trời đông luôn. Cực kỳ đông. Mà sáng như trời nó mát á, nên người ta lên đi nhiều. Cũng không, mấy phụ nữ thì không có sợ đen. Đó. Phụ nữ thì không có sợ đen. Ồ đã không? Ồ lâu lâu có cơn gió nhẹ nó thổi qua, trời ơi sướng. Đó phía xa xa kìa biển nè. Wow. I'm gonna do this like the same. Oh, look, you know, look, gần quá cái mountain, thấy cái mountain đó
đồn này phải chiến đấu. Ok, thì đã tới biển rồi. Bây giờ đây biển là biển ở Mũi Né nè. Nói chung biển chỗ này thì nó biển cũng sạch nha, khá là im luôn á. Thì bây giờ tắm biển xong rồi. Chỗ này thì hầu như là cái bãi công cộng, nhưng mà rác thật sự nó cũng có, nhưng mà không nhiều lắm, cũng vẫn sạch. Đó, thì giờ đang tắm. Nước biển Mũi Né cực kỳ sạch luôn. Nói chung có một số đoạn mà người ta đánh bắt hải sản á thì nó hơi dơ, còn này rất là sạch. Đó. Yeah.